Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái dòng sản phẩm 4 bánh, 3 bánh, độ chế. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn tổng hợp các cái loại bánh béo và các loại đường kính khác nhau. Ở đây có tất cả là 6 cái mẫu bánh khác nhau, có lần lượt là cái mẫu bánh này là bánh trừ 6, ba cái này là bánh trừ 6, cái bánh này là bánh trừ 7, bánh này là bánh trừ 8 và bánh này là bánh trừ 10. Hai cái dòng bánh trừ 8 và dòng bánh trừ 10 này thì được dùng ở trên những cái xe gôn, xe trong bệnh viện hoặc là xe du lịch, xe khách chở du lịch, là hai cái mẫu này được thường dùng hơn. Còn những cái dòng bánh bé như thế này thì được dùng để độ chế những cái dòng xe nhỏ hoặc là xe cỡ vừa. Một số cái thông số thì mình xin được chi tiết từng cái thông số một. Trước tiên là nói về đường kính. Và hai cái dòng bánh đầu tiên đây là 13 × 5.00 - 6. Thì hai cái đường kính bánh này là có thông số đường kính là đường kính 30 cm, chiều rộng là 12 cm bản nốt. Tiếp đến cái bánh này là bánh 145/70 R6 - 6. Thì bánh này là có đường kính 35 cm, bản rộng là 14 cm. Tiếp theo là đến cái bánh trừ 7 này, có cái đường kính là 40 cm, bản rộng là 16 cm. Đối với cái bánh trừ 8 này thì có bản rộng là 22 cm, đường kính là 43 cm. Và đối với cái bánh trừ 10 như thế này, đường kính là 45 cm, bản rộng là 18 cm. Ứng dụng của từng cái loại bánh này thì nó sẽ phù hợp với lại từng cái mục đích của khách hàng, và không phải loại nào cũng lắp phù hợp với những cái yêu cầu của mình đang đặt ra. Cho nên là khi mua thì các bạn nên chú ý theo dõi về các cái thông số la răng làm sao cho nó phù hợp. Đối với những cái dòng bánh nhỏ từ 6 - 6 - 7, nó thường thường sử dụng những cái loại 3 ốc và 4 ốc theo tiêu chuẩn. Nên các bạn cứ nhìn có 3 ốc là lắp vừa. Đấy, trừ 6 bánh 3 ốc. Kích thước của ba cái con ốc này thì theo đo theo đường kính tim ốc của nó là 75 mm, từ tim ốc này sang tim ốc này là 75. Cái bánh này cũng thế. Và bánh này cũng vậy. Đến bánh 7 này cũng thế. Đều có chung một kiểu mẫu ốc ở giữa là 3. Riêng đối với hai cái dòng bánh trừ 8 và bánh trừ 10, nó có 4 lỗ vuông 7 và chéo 10. Do hai cái từ ốc này sang bên ốc này là 10. Các bạn mua về chế thì đến lưu ý những cái đường kính của cái tambua phanh. Thì đối với những cái dòng phanh 160 thì thường thường là rất khó cho vào trong cái vành này. Nó chỉ phù hợp với những cái dòng phanh 130 thôi. Đấy, bởi vì cái lòng này nó bé. 160 nếu mà cho vào thì phải lựa, có cái vào được và có cái không vào được. Nên các bạn lên cân nhắc và thử trước khi mua. Và cái bánh này thì tải trọng của nó rất là tốt, 455 kg một bánh. Nó là dòng xe chở khách cho nên là bánh của nó tải rất là cao. Tiếp theo là đến với cái dòng bánh trừ 10. Thì bánh này có thông số là 18 × 8.00 - 10, hay còn gọi là 205/50 - 10. 205 có nghĩa là cái bản rộng là 205 mm. Cái chiều số 50 này là chiều dày thân nốt phần trăm. Đấy, 50% cái thân nốt này. Và đây là cái đường kính vành, vành 10 inch. Thằng này thì nó cũng 4 ốc, vuông 7 và chéo 10. Đối với cái dòng vành 10 thì nó rất là to, cho nên là những cái trục phanh 180 hay là 160
thì đều cho vào cái lòng vành này là đều cho vừa. Giá của toàn bộ những cái bánh này thì lần lượt có giá như sau. Đối với cái bánh nhỏ nhất mà lốp tròn như thế này là giá là 320.000 một cái. Tiếp theo đến là cái bánh cũng đường kính như vậy nhưng nó lốp bản mặt vuông thì nó là 370.000. Và nếu các bạn thích to hơn mà vẫn rẻ như thế thì là cái bánh như này 145/70-6, đường kính là 35 và bản rộng là 14 thì giá cũng 370, tương đương với cái bánh này thôi. Tiếp theo đến cái bánh này đường kính 40, thông số là 16/8-7. Đấy. Thì cái bánh này thì nó giá là 570.000 một cái. Đối với cái dòng mẫu bánh xe gôn như thế này thì nó là hàng cao cấp, giá của nó là 1.350.000 đồng vành trừ 8, còn vành trừ 10 thì giá là 1.400.000. Các bạn tham khảo qua và làm xe thì nên chọn loại nào phù hợp, thì kết hợp với một số video về các loại trục cầu bên em đã đăng thì hãy lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.